Sau 23 lần tổ chức, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội đã khẳng định là sự kiện uy tín, nghiêm túc, tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ. Qua từng năm, các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả. Giải thưởng đã tạo sức lan tỏa, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa nhiệt huyết và khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học, đồng thời ghi nhận công sức, trí tuệ của tuổi trẻ quân đội. Giải thưởng năm nay có hơn 600 công trình tham gia, trong đó có 321 công trình được trao giải thuộc các ngành, lĩnh vực quan trọng. Trong đó nhiều công trình có ý tưởng khoa học đột phá, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đề xuất các giải pháp tiên tiến trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới, có giá trị thực tiễn cao, nhất là trong sản xuất, chế tạo vũ khí, trang thiết bị hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng hiệu quả lao động sản xuất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và kết quả của các tác giả, tập thể tác giả và tuổi trẻ toàn quân. Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khoa học công nghệ và công tác thanh niên. Coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực, yêu cầu tất yếu để xây dựng quân đội tiến lên hiện đại. Trong đó tuổi trẻ quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để phát triển khoa học quân sự. Thủ tướng cũng yêu cầu các đồng chí nhận được giải tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, duy trì nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan đơn vị, chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.